Xin chào cả nhà nhé. Đây là cây xanh quê của mình. Gốc rất già các bạn. Cây này rất già nhưng mà mình làm lại. Đến năm nay không biết là năm thứ mấy rồi. Làm lại tay. Năm thứ ba hay sao. Nên hôm nay mình sẽ tiến hành là cắt giật thu để thu cành nhé các bạn nhé. Thu cành làm bông được rồi. Đấy, để cho sang năm mới ra xuân là nó sẽ bật cái lứa lộc mới. Còn một tháng nữa là Tết thì nó sẽ bật lộc mới thì rất là đẹp. Mình định để này để cho nó già thêm nhưng mà thôi. Cắt thôi chứ trông nó lởm chởm lắm. Cắt để lấy cái phôi gốc để chơi Tết. Để xong là ra Tết thì nó nảy lộc luôn. Quay cận cảnh để các bạn xem nhá. Đây này, hôm nay trời mưa gió nhưng mà rảnh rỗi ở nhà nên cắt nó già mốc, mốc khủng khiếp luôn các bạn, già đanh. Năm trước cắt cháy, bị cháy. Đây các bạn nhá, mình nuôi một tay này, mình để cái cây này hiện tại mình để ba cành thôi, một cành ra đây, một cành ra đây và một cái ngọn. Đó. Đây các bạn, đây nhá, nó đã cành nó đã như thế này rồi, mình đã nuôi tay như thế này rồi, tay bay ra thế này rồi, đây, tay tiếc nó đã đều thế này rồi, bây giờ việc mình chỉ có cắt thu lại thôi, cắt thu để đợi nó bật, đấy nhá, đấy, đây. Cái cây này của mình là cái cây bonsai dáng làng mini. Trước nó cái đường kính của nó là phủ kín cái chậu này nhá. Trước nó như thế này, phủ kín cái chậu. Thế nhưng mà cành nó nhiều quá, nó rích rắc với cả nó cao. Cho nên mình quyết định cắt thấp xuống, cắt gọn lại và mình chỉ để nuôi ba cái tay chính thôi, hai tay và một cổ. Đó. Một ngọn. Đó. Mình là người chơi xong là tập làm thôi các bạn nhá. Làm vui vui thôi chứ không phải là thợ thuyền nghệ nhân nghệ nhất gì đâu. Nhưng mà quay cái video để làm kỷ niệm. Kỷ niệm sau này cái tác phẩm của mình do chính mình sáng tác. Nên là mình mới quay cái video lại. Video này là để các bạn xem được cái cách để mình làm cái cây này. Cái cây xanh này. Đấy. Đây này, cho các bạn xem đường nét. Cái thằng này trước này già lắm, cái phần này là mới nuôi này, mới nuôi được 3 năm này. Đấy, cắt giật rất nhiều nhát các bạn nhé. Rất nhiều nhát luôn. Kể cả cái tay bay sang thì mình cũng cắt giật này. Chứ không phải là uốn néo gì đâu. Thỉnh thoảng chỉ có vít thôi. Dùng dây vít nó cao vổng lên thì mình vít nó xuống. Đấy, đây như ông này ông vít xuống. Đấy, bây giờ tháo ra nhé. Tháo ra để cắt. Đấy. Tháo bỏ. Thấy không? Đây nó bị cháy mất này các bạn này. Bị cháy mất. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cắt nhá. Cắt thì trước tiên chúng ta không cắt sâu ngay mà cắt vừa vừa thôi để ướm. Đây, mình vừa quay video mình vừa cắt cho nên là nó cũng không được ấy lắm, các bạn thông cảm nhá.
video nó có phần hơi rung. Thường mọi người làm là hay làm vào trời nắng, trời không mưa, nhưng mình không có thời gian cho nên là hôm nay là ngày nghỉ, thế nên ở nhà, thế nên là thích cắt thì cắt luôn, thích cắt lắm, nuôi mãi không được cắt các bạn. Đấy, đấy cái ông này là cái ngọn đang bay ra ngoài nhất đây này, ông này mới quan trọng, cắt dần đây nè. Bây giờ mình cắt phát chỗ này nhá, nhát chỗ này để cái mầm nú này sau này nó bay ra đây. Chỗ này sẽ là một bông này, đây, một bông. Đấy, để cắt đây. Gốc này mà vào tay của các bác thợ là đẹp lắm. Nhưng mà mình gặp tay mình cho nên là cũng đẹp vừa vừa. Đấy. Đây, cái này cứ cắt đây đã. Cái này nó đi sâu vào trong này các bạn, cắt bỏ. Đấy. Thế là mỗi tay này lại được chia làm 3 bông nhá. Bông này, bông, bông. Tất nhiên là sau này ba cái tay bông rõ ràng thôi. Thế còn sau này thì để nó có đường nét. Thế còn sau này thì mình sẽ cho nó phủ tay răm tự nhiên. Cho tay răm tự nhiên. Đấy, cắt xong phát là nhìn là phê ngay các bạn ạ. Đấy, sang đến cắt bên tay ông này. Đấy, giờ nếu mà nó có cái mầm này rồi thì cắt luôn đây. Đấy. Mình cắt tạm đây nhá. Thế sau nếu mà cành này nó ok thì mình để, thì mình cắt sâu vào đây. Thế còn trường hợp không, có thể là cái mầm nó mọc ra đây thì mình sẽ bỏ cái mầm trong. Đấy. Đây đi. Đấy. Nuôi thì lâu mà cắt rất nhanh các bạn. Nuôi lâu cắt rất nhanh. Đấy. Nói chung là nhiều bác chăm được, các bác cao thủ, các bác ấy cắt sâu lắm. Cái này xanh của mình này, đây là xanh quê các bạn ạ. Xanh quê cho nên là mình thấy là tay cành nó cũng hay bỏ. Làm nó khó hơn là xanh Văn Điền. Mà xanh quê mà làm được thì mất công làm được thì cũng có tác phẩm đẹp. Đấy. Cắt rất nhanh các bạn. Cắt vèo phát đã xong rồi. Thấy chưa? Thế là trong nháy mắt đã xong. Bây giờ xong rồi, bây giờ thì tiếp tục là sẽ đi cắt chỉnh chi tiết. Vì có một mình quay cho nên là mình bây giờ đến đoạn cắt chỉnh chi tiết thì mình sẽ dừng máy quay để mình cắt nhá. Để ngắm nghía để cắt cho nó chuẩn, độ chuẩn, chính xác cao. Đấy, cho mọi người ngắm này. Thấy chưa? Đó. Ok chưa cả nhà?